Chứ gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta. Ngày xưa thì bà đẹp nhất trần rồi, nhưng mà bây giờ Khánh Dân đẹp hơn bà. Khánh Dân đó. Hả? Bà hở cái gì? Khánh Dân là ai? Cô ta là ai mà dám đẹp hơn ta chứ? Hãy nói cho ta biết đi, ta không cam tâm. Không cam tâm thì kệ bà đi. Khánh Dân là hoa hậu hoàng vũ Việt Nam đẹp lắm, đang dựng thi hoa hậu hoàng vũ thế giới bên Mỹ đó bà nội. Hả? Ta không chấp nhận, ta không chấp nhận. Không chấp nhận thì kệ mò đời bà đi. Ta sẽ tìm cách, ta sẽ tìm cách. Phải chạy xuống tầng hầm bí mật. Tầng hầm bí mật thôi, nhanh lên, nhanh lên. Ta phải là người đẹp nhất. Được rồi, để ta xem nào. Đâu, cuốn bí kíp nào đâu. Đây, cuốn màu đỏ, đúng rồi, cuốn này đây. Bỏ cái nước này, vô trong cái nước này được cái ly này. Đó, rồi đi xét vô. Nó thần kỳ vô. Rồi bây giờ ta sẽ uống nè, ta sẽ uống vào nè. À.